Tuần trước, phim trên truyền hình Vĩnh Long đã cùng quý khán giả có một buổi trò chuyện hết sức thú vị cùng với MC Thúy Quỳnh và nam diễn viên Mai Sơn. Tuần này, chương trình xin được mời quý khán giả cùng gặp gỡ đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc, người có vai trò hết sức quan trọng cho thành công buổi Duyên Nợ Ba Sinh. Với khán giả truyền hình, đạo diễn Võ Ngọc là một cái tên rất quen thuộc qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Kiều Nữ và Đại Gia, Song Hùng Kỳ Dị, Cù Lao Lúa, vân vân. Và bộ phim Vật Chứng Mong Manh phát sóng trên truyền hình Vĩnh Long cũng từng là bộ phim được đông đảo khán giả yêu thích. Tài năng của đạo diễn Võ Ngọc nằm ở việc anh có thể chuyển những ý tưởng trên kịch bản trở thành những thước phim sống động và chân thật nhất. Và với Duyên Nợ Ba Sinh, đây chính là một thử thách không hề đơn giản đối với đạo diễn. Vậy điều gì ở kịch bản này đã thu hút đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc của chúng ta? Xin chào quý khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Trước tiên tôi nghĩ là cái đề tài Liêu Trai là một cái đề tài cũng tương đối là nó hơi xa lạ với cả người xem. Từ một cái đề tài của một người em gửi cái đề cương cho tôi, và tôi đọc tôi bảo là không biết có làm được hay không đây, bởi vì cái đề tài nó tương đối nhạy cảm. Nhưng mà sau khi mà đọc xong và được một cái giấy thông hành của đài truyền hình Vĩnh Long thì anh em là xông vào và làm thôi. Quá trình casting của bộ phim Duyên Nợ Ba Sinh á, hình như là nó đã hình thành từ lúc mà tôi đọc kịch bản. Thì trong lúc đọc kịch bản á, thì từng nhân vật á, của trong phim á, tôi nó cảm giác được một số những cái diễn viên của mình đã quen thuộc rồi, đã từng đóng với tôi rồi. Thì thành ra là trong quá trình casting á, tôi cảm giác rất là không có khó khăn lắm, bởi vì tôi ước lượng được cái diễn viên mà những người diễn viên quen á, nó họ có thể đảm nhận được cái vai diễn trong đó. Anh dễ thương quá. Ở Nhã có một cái sự hiền lành ngay ở trên cái khuôn mặt rồi. Thành ra là khi vào cái vai trong phim á thì sao vậy? Tôi đã chắc chắn được là Nhã sẽ vào rất là ngọt thôi, bởi vì không có cái gì xa cách lắm với Nhã. Nếu có một chút thời gian thêm á để mình trau chuốt cho cái gọi là cái nó có 3 kiếp, thì cái kiếp thứ 3 á, nếu còn một thời gian chút nữa thì tôi trau chuốt thì tôi nghĩ là sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nói đi, ông dê tôi đúng không? Cô nói gì vậy? Ai dê cô? Nghe tôi nói nè, hôm qua tại cô ói lên người của cô cho nên đồ cô hôi rịnh nè, cho nên tôi phải thay ra mới cho cô nằm lên cái giường của tôi, chứ thôi dơ giường tôi sao? Không biết cảm ơn còn la lối ông sòm nữa. Riêng về Thúy Diễm thì tôi có làm việc chung với cậu cũng phải 4 năm phim rồi. Thì đây là một cái phim mà tôi nghĩ là cái vai diễn của Thúy Diễm làm cho tôi cảm giác rất là hài lòng, và hài lòng nhất luôn trong tất cả các phim. Sức tập trung, cái cách đầu tư của bạn vai diễn cho từng cái phân đoạn luôn rất là tốt luôn. Không như một số cái phim khác mà hai cha con, Thúy Diễm hay gọi tôi bằng ba. Là hai cha con thường hay lướt, nhưng mà đối với phim này á, thì Diễm cứ từng phân đoạn một lại hỏi ba con thế này, ba con thế kia. Nói chung là rất là đầu tư và rất là tâm đắc với cái vai diễn của Diễm. Nhìn tướng tá của anh cứ tưởng anh nhát gan lắm chứ, ai ngờ cũng gan lì quá ha. Nè, sao cô nói nhiều quá vậy? Cô bị khùng hả? Anh dám. Nhìn mặt cô bây giờ mới giống bà khùng nè. Riêng về anh Mai Sơn á, thì tôi biết là anh cái sức diễn của anh rất là tốt từ lâu lắm rồi, nhưng mà tại khán giả mình quen với là anh diễn hài thôi, chứ một vài phim anh đóng với tôi là cũng một cái vai dạng tính cách rất là cao, và nói chung là anh em rất là hiểu nhau về những cái tính cách nhân vật. Thành ra là anh đẩy cái nhân vật lên gọi là hoàn hảo, tương đối hoàn hảo. Chỉ bị mỗi cái ria mép là hơi buồn tí, nó hơi đậm thôi, chứ không là sẽ không còn gì để nói đâu. Tao không thể bỏ qua cơ hội vẹn toàn thì Tuyết giờ này được. Tao phải giết mày để trả thù cho mối nhục mà tao phải mang trong lòng mấy chục năm nay. Tao không thể tha cho mày, tuyệt đối không thể. Bởi vì nó trải qua 3 cái thời kỳ mà nó trải dài suốt gần 60 năm. Thì bối cảnh và trang phục nó đều phải thay đổi hết.
Và đoàn làm phim cũng phải mất đến gần nửa tháng để đi chọn những cái location, chọn bối cảnh ở từng nơi để cho phù hợp với từng giai đoạn. Thật ra khi anh em đồng lòng vào rồi thì mọi thứ nó khó khăn, thấy nó nhẹ đi rất là nhiều. Chỉ bị khó khăn là nặng nhất là về thời tiết thôi. Tại vì lúc mình quay là vào trời mưa, thành ra là mùa mưa, thành ra là có những khi phải 10 ngày trời mà ở Củ Chi không quay được gì hết. Vì cứ sáng ra mới chưa được quay được tí nào là chưa bắt đầu mưa rồi, mưa đến tối luôn. Thế là anh em cứ nằm dề nằm dài để chờ. Và mọi người cũng có vài lúc cũng cảm giác nhụt chí, mà sau là khi vào bắt đầu quay thì lại bắt đầu vực dậy tinh thần nhau lên và tiếp tục thôi. Mỗi lần mà xem lại thì chắc chắn là muốn thay đổi rồi, muốn thay đổi để tốt hơn. Và có một vài câu cứ ước gì. Nhưng mà khi trong lúc quay những cái ước gì đó của mình nhiều khi mình không có control được. Thành ra là đối với tôi là duyên nợ ba sinh có lẽ là cũng là một cái đứa con mà tôi tương đối tâm đắc. Tâm đắc ở đây là đầu tiên là kịch bản, sau đó là dàn diễn viên. Hầu như là mọi diễn viên đều làm tôi cảm giác nó hài lòng để thể hiện những vai diễn trong cái kịch bản đó. Và là rất vui và rất mong là khán giả và mọi người sẽ đón nhận cái bộ phim Duyên Nợ Ba Sinh. Trải qua nhiều khó khăn thì cuối cùng bộ phim Duyên Nợ Ba Sinh đã lên sóng và không phụ lòng của cả ekip. Khi nhiều tuần liên tiếp, bộ phim luôn giành thứ hạng cao trong bảng xếp hạng các chương trình được yêu thích nhất. Những gì mà đạo diễn Võ Ngọc, các diễn viên cũng như ekip nhận được từ thành công của bộ phim là hoàn toàn xứng đáng. Vì để có được một tác phẩm truyền hình chất lượng thu hút như hiện tại thì đó là cả một quá trình lao động nghệ thuật đầy nhiệt huyết của cả đoàn phim. Và những tập tiếp theo của bộ phim sẽ dần hé lộ cái kết đầy bất ngờ của Duyên Nợ Ba Sinh. Liệu rằng Tuấn và Dị Hà có thể mãi bên nhau? Quý khán giả hãy tiếp tục theo dõi và đừng bỏ lỡ nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình kỳ sau. Tôi không buông nữa. Tôi sẽ tối quay trong.